Em xin chào các bác. Vâng. Tiếp tục lên cho các bác một con giải mã hàng khủng các bác nhá. Con này là con FRUL9 các bác nhá. Đấy. Màn hình quắc xanh, dòng đời cao. Tốc độ giải mã lên tới 24 bit chuẩn hàng Nhật luôn các bác nhá. 100% hàng chuẩn Nhật luôn. Đấy. Con này về bác nào đang có một bộ dàn karaoke này, một bộ âm thanh nghe nhạc đắt tiền. Đấy. Mà đang dùng con giải mã DAC bé bé như này. Con giải mã bao diêm ấy, bé bé như này hay là con DAC bé bé như này thì thay đổi cho em nhá. Thay đổi sang cho em thử trải nghiệm con này một lần đi nhá. Cụ thể là con FRUL9 nhá. Các bác trải nghiệm một lần rồi con sẽ thấy rằng là các bác không bao giờ bị thiệt thòi. Mà đổi lại các bác sẽ có những cái chất âm cực kỳ tốt luôn. Khi đường truyền tín hiệu từ TV truyền xuống cho các bác. Đây. Đấy, từ TV truyền xuống này. Các bác đây cho em. TV sẽ truyền tín hiệu vào đây. Con này nó sẽ xử lý tín hiệu, chuyển đổi tín hiệu 24 bit sang tín hiệu AV cho các bác. Đó, từ tín hiệu quang học sang tín hiệu AV. Đấy, và từ lúc này mình có thể truyền xuống gì ạ? Con đẩy âm ni, những cái dòng hát hay là dòng nghe nhạc. Tuyệt vời luôn nhá. Đấy, bác nào mà đam mê karaoke thì em nghĩ là đây là một sản phẩm mà không thể bỏ qua được. Đấy. Lên đầu tư một con nhảy các bạn. Đắt một tí nhưng mà mình nó sắt ra miếng thì là mình đầu tư được các bác nhá. Tiếng khác hoàn toàn này các bạn, nó giải mã hay lắm. Con này thì nó sẽ có một cái cổng out ở đây này. Cổng này các bác nhá, cụ thể là cổng này nhá. Các bác lấy cổng này cho em. Truyền xuống con đẩy. Truyền xuống con đẩy hoặc là truyền xuống con đẩy hoặc là con âm ni to để hát karaoke nghe nhạc nhá. Này, đây con này. Còn hai cái chân này này thì là để tín hiệu đưa vào. Đấy, để mình ra phần cầu loa ở đây. Được chưa ạ? Con này thì ngoài làm giải mã ra thì các bác có thể kết hợp làm công suất này, ghép loa vào. Có thể loa Buxell hay là gì đó. Nhà em thì khách hôm qua có một bác khách cũng mới mua một con cặp tao loa Italeo gì đó. Thì cũng mới lấy một con công suất như kiểu dạng gần giống như này về. Đấy, để ghép vào nghe nhà đó. Thế nên là với những cái dòng này thì các bác cứ thoải mái ghép nhé, các bác nhé, phối thoải mái. Đấy, miễn là trong phân khúc tầm bass từ 15, 16, 18 đổ xuống là được. Hay các bác, những cái dòng hay đó. Công suất máy đạt 66W các bác nhá. 66W này. Và hàng sản xuất tại Nhật nhá. Made in Japan. Đấy, đây là Made in Japan này. Đấy, hàng chuẩn Nhật luôn. Đó. Con này thì em bán giải mã và công suất là chính nhá. Còn CD và cái phần mà đây là chỉ có thể bỏ qua giúp em nhá, bởi vì mắt nó kém thì mình bỏ qua, bởi vì cái này thực ra thì cũng chả ai dùng các bạn. Đây lần em test xong các bác về các bạn, anh có dùng quá đâu. Mình test thì mình cứ thích thì mình cứ test thôi chứ còn anh chả dùng đâu. Đấy, có khách gọi thẳng của em thế nên là CD MD thì bỏ qua giúp em nhá. Bởi vì hàng bãi hàng cũ về thì mắt nó kém rồi. Đấy, nhưng con này giải mã thì hay, làm công suất cũng phê. Đây giải mã đây các bác nhá. Đây là giải mã này. Cái con này nó lại không vào quang các bác ạ. Công suất thì vào đây mà quang không vào à? Thôi bán thành lý luôn, chế cho nó nhanh. Đây này, công suất thì vẫn vào ngon. Đấy. Nhưng mà quang hiện tại đây cắm này nó không vào các bác nhá. Đời cao mà tiếc quá nhở. Thôi được rồi, về nhà đi các bác này. Con này bây giờ nhá, em bán giải mã của em con này thì giá của nó là 1.3 triệu. Nhưng mà tuy nhiên bây giờ là giải mã không vào. Các bác nhá, giải mã không vào, em bớt một lửa. Để các bác còn 650 nhá. 650.000. Đấy. UL9 FR UL9 các bác search thử xem. Thị trường bán rẻ nhất cũng phải tầm khoảng là 1.2-1.3 triệu. Đấy. Vì cái dòng này đời cao mà các bạn, công suất nó khỏe. Nhưng mà thôi, người ta bán này em không biết, em chỉ biết là con hàng của em hiện tại thì nó đang có vấn đề là quang không vào. Nhưng công suất vẫn sử dụng được. Đấy, cắm điện thoại máy tính vô tư thì thôi em xả con này còn 650. Đấy, thì bác làm mà chốt thì alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Xin chào các bác. Ăn trọn canh thề lặng im bao lâu để mong ấm em, chẳng lẽ phải nói điều này với em. Khi biết người đổi thay đã yêu.
yêu cả em với anh. Phải ra đi thôi em ơi, nếu anh là em, dù sao có thế em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai, còn hơn yêu keo chi thấy cay đắng một đời. Hãy ra khỏi người đó đi. Xem không ai cầm tay đến sáng, và em đã dành hết những yêu thương nhưng lấy lại gì? Ngoài kia sẽ tìm thấy một người mang cho em nhiều hạnh phúc hơn. Đến lúc phải nói điều này với em. Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai, phải ra đi thôi em ơi. Nếu anh là em, dù cho có thế em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai, còn hơn yêu keo chi thấy cay đắng một đời. Hãy ra khỏi người đó đi. Khi biết người đổi thay yêu cả em với ai, phải ra đi thôi em ơi. Nếu anh dù sao có thế em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai, còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời. Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai, phải ra đi thôi em ơi. Nếu anh là em, dù sao có thế em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai, còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời. Hãy ra khỏi người đó. Quá tuyệt vời các bạn. Đấy. Xin chào các bác nhé.